Các bạn nha, đây là một hình anh khách ảnh xăm lúc còn trẻ nha các bạn. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình, cho nên ngày nào cũng có khách sửa hình tới sửa nha. Và những khi sửa là những cái hình mà dạng là bị nặng nha các bạn. Ở đây chúng tôi là chuyên sửa, chuyên trị những cái ca giống như vậy. Sửa là bảo đảm sẽ mất nha, không có lâu nữa.
xin chào các bạn nha. Đây là một tác phẩm cover sửa hình bị hư nha các bạn. Dưới lưng của ảnh một cái hình bị hư hết hai bên bờ vai, dòng hết luôn xuống như thế này. Sau khi cover xong xuôi rồi, mất đi hình cũ, hiện là hình mới nha. Tác phẩm này vừa mới xăm xong nha các bạn, mới được 70% nha các bạn. Sẽ còn một đợt nữa. Bạn nào muốn coi là hình cũ thì bấm số điện thoại của mình vô Facebook coi nha. Sẽ thấy hình cũ bị hư rất là nặng nha các bạn. Hết luôn cái bờ da anh đây, hết luôn bờ da anh kia, xuống tới đây luôn. Và người ta tô đen nha các bạn. Hình cũ anh đó ảnh sửa 4 lần. Nhưng mà thời trai trẻ mà ai cũng phát có một cái hình. Cái này vừa mới xong 70%. Lý do ảnh về anh cho vợ đi ăn hủ tiếu, uống cà phê, hết dịch rồi cho nên vợ chở vợ đi chơi. Cho nên là phần trên đây cái tháp mình chưa trả nha các bạn. Bên này xong. Còn phần dưới cái còn cái một cái đuôi với cái móng là chưa xong nha các bạn. Lý do bây giờ cũng tối quá mà ảnh dưới Bình Dương. Cho nên mình phải cho ảnh về. Với ảnh xăm ảnh không biết đau nha các bạn, lì lắm. Ngân kim cái là hết đau, đúng không con? Dạ. Ngân kim cái hết đau liền nha các bạn. Cho nên mình cứ mạnh dạn mình đi xăm. Cứ ngân kim hết đau nhưng mà khi nào xăm thì nó lúc đó mình biết nha. Mà thiệt tình lúc đây là ở đây là chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Các bạn cứ coi là hình cũ, bấm số điện thoại của vô Facebook, bấm số điện thoại là cái hiện cái Facebook mình sẽ thấy được số cái hình cũ của anh bị hư nha. Bây giờ nước mưa đang ra. Vợ ảnh đang đợi. Đói bụng lắm không con? Đói bụng lắm không? Về xa lắm không? Đó. Chúc chở vợ đi ăn hủ tiếu nha con trai. Dạ. Sáng giờ nó đi theo con hoài. Rất là mạnh mẽ nha các bạn. Nhưng mà mới xong 70% thôi nha các bạn. Còn một tập nữa. Không phải là anh đó chạy đâu nha. Mình chạy nha các bạn. Tại anh lì quá. Địa chỉ của chúng tôi là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Bạn nào có hình xăm bị hư cái gì tới đây đặt lịch nha. Còn bạn nào muốn coi hình bị hư của hình này thì bấm số điện thoại vô Facebook của mình. Bạn sẽ thấy cái hình của anh đó rất là đen nha. Nhưng bây giờ là mất hết rồi, ra tác phẩm mới hoàn toàn. Đây là lần xăm thứ hai đã lột mài. Nhưng mà màu cũng rất tươi nha các bạn. Trên đây là lành hết rồi, đợt trước. Đợt này hoành lại quấn phần dưới đây. Nhưng mà anh hết trơn là nó hiện cái hình cái hết, nó lành hết trơn rồi. Không thấy được hình cũ nha các bạn. Rất là tươi, màu rất là tươi. Đây là xăm đợt 2. Ảnh còn một lần nữa là đợt 3. Đó. Cứ một lần xăm là cách nhau 8 ngày. Và lần này cách nhau 8 ngày nó đã lành hết. Rất là tươi nha các bạn. Màu tươi lắm. Dù ở dưới nó có một cái hình rất là đen. Nhưng mà sau khi xăm xong xuôi là hiện ra tác phẩm mới hoàn toàn. Đây. Rồi chúc con ăn ngon miệng nha con gái. Chồng trở về ăn uống cho no nha. Chứ đi theo nó chi để nó xăm mình đi. Rồi. Chào con nha con. Rồi bước xuống đi, ôm vợ cái đi. Đưa vợ về đi. Dạ con cảm ơn chú. Ok cảm ơn con. Cảm ơn cả tiệm. Ơn ý không? Ơn ý không? Dạ ơn ý. Okay, cảm ơn con nhiều. Dạ. Còn một lần nữa nha con. Dạ. Ok. Chúc con về. Rồi cảm ơn con nha. Các bạn nha, đây là tác phẩm cover sửa hình nha các bạn, mới được có 70% nhưng là mất luôn hình cũ rồi nha. Dưới lưng của ảnh là có một cái hình rất là bị đen hơn nửa cái lưng. Sau khi cover xong xuôi là hiện luôn gần hình mới hoàn toàn. Phần bên đây chưa xong nha các bạn, anh này rất là lì nha. Lý do là bây giờ vợ ảnh đó bụng quá rồi đi về, cho nên ảnh thương vợ ảnh cho nên phải tạm ngưng nha. Ảnh về cái đàn ông mạnh mẽ lắm nha các bạn, xăm mình là không có đau. Mà nếu mà có đau thì chỉ mình vợ mình biết thôi. Xăm là không có đau nha các bạn. Đây tác phẩm vừa mới xong 70%. Mình sẽ up chung cái tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi và so sánh nha. Hầu như cái lưng của ảnh là đen hết và ảnh xăm 4 lần nha các bạn. Nhưng mà không có ra được hình mới. Sau khi tới đây cover là mất luôn hình cũ, hiện lên tác phẩm mới hoàn toàn. Bên đây cái đuôi nằm bên đây nha các bạn, chưa vô màu cái đuôi, đợt sau sẽ vô cái đuôi cái chân. Đây ảnh đi ảnh xăm ảnh dắt theo cục thuốc tê bự chà bá lửa luôn ha, cho nên ảnh đâu có biết đau đâu.
anh rất là lì. Địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Địa chỉ này 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Bạn nào có hình thư muốn sửa thì đó, tới đây mình sẽ thiết kế cho các bạn nha. Và đây là tác phẩm vừa mới xong được 70%, nhưng mà đã cố gắng hết sức để mất đi hình cũ của anh ấy. Các bạn cứ bấm số điện thoại là vô Facebook là các bạn sẽ thấy được hình cũ của anh ấy nha. Bây giờ chia tay hình cũ rồi, lấy hình mới.